Ăn cơm chiều luôn à, con à? Dạ. Đây là món ăn của gia đình mình đó hả? Dạ. Ôi ôi. Lá đu đủ mà sắc nhỏ 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 là nấu canh cả nhà. Ôi đắng chịu gì nổi. Tấm thân bé nhỏ xin chào đại gia đình. Chào mừng cô chú anh chị mình đã quay trở lại với video tiếp theo của Bắp nha. Buổi chiều hôm nay Bắp chia sẻ với cả nhà mình một hoàn cảnh của hai bác sống biệt lập ở trong một khu rừng. Hoàn cảnh của hai bác thì thật sự rất là khó khăn. Bắp xin cô chú anh chị mình tiếp sức cho hai bác, mang cái niềm vui nho nhỏ đến trao tặng cho hai bác. Giờ thì Bắp mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng Bắp vào bên trong để mình tìm hiểu hoàn cảnh của hai bác nha. Ngôi nhà của hai bác thì nằm ở phía bên trong kia. Xung quanh Bắp thấy gia đình bác trồng điều rất là nhiều. Bên trong nhà thì Bắp có thấy một bác trai và một bác gái. Bên cạnh thì cũng có một em nhỏ nữa cả nhà. Hình như là bác trai đang nấu nướng gì đó. Không gian nơi đây rất là tĩnh lặng luôn cả nhà. Giờ này là cũng rất chiều rồi. 3 giờ chiều rồi cả nhà mình. Con chào bác. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ, bác ơi, dạo này gia đình mình khỏe không bác? Khỏe. Dạ. Bác đang làm gì bác? Bác đang uống nước. Uống nước hả? À, dạ. Uống nước. Bác trai là lấy cái nước này để uống hả? Dạ. Dạ, nước này thì bác trai lấy ở đâu về? Nước bên kia. Mình bỏ đây. À trên suối hả? Trên suối. Bác trai không có nấu lại hả? Không có. Bỏ trong đây là đấy. Dạ. Bác trai ơi. Dạ. Bác trai đeo giùm con trái lựu đạn ơi. À. Bác trai không sợ luôn ha. À. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ôi ôi đeo trái lựu đạn mà cảm ơn hả? À. Con cảm ơn. Dạ. Chứ bác trai không sợ trái lựu đạn nó nổ à? Không sợ à? Để chết. Chết chùm luôn á. Chết chùm luôn á. Chết chùm vui đó đúng không? Chết chùm vui á. Ủa, bác trai ơi, bao lâu rồi bác trai chưa cạo râu? Bữa nay là chưa không rảnh câu. Không có dao làm để cạo hả? À, không có dao làm mà. Dạ. Ở rừng không à? Ở rừng không hả? Là mình thành người rừng luôn. Thành người rừng luôn. Bác trai ơi, bác trai thấy con lạ, bác trai có sợ con vô ăn trộm con gà của bác trai không? Không có. Không có hả? Không có. Dạ. Dạ là rất cảm ơn à. Nhà bác trai có cái gì quý giá không? Quý. Có cái gì? Hả? Có cái gì quý giá bác trai? Quý hả? Dạ. Con quên rồi. Nhà có vàng bạc đá quý gì không? À, không có. Bác trai ơi. Dạ. À, mình đi vô trong nhà đi bác trai đi. Dạ. Dạ. Vô chòe. À đây là cái tổ ấm của gia đình mình. Dạ. Dạ. Dạ con chào bác gái. Chào. Dạ chào. Chào bác trai ơi, bác gái hình như là không có hiểu tiếng Kinh đúng không? Dạ. Dạ. Ít lắm. Ít hả? Dạ. 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 Bác gái ơi, bác gái dạo này khỏe không bác gái? Khỏe đây nè. Khỏe. Đây là khỏe à? Dạ. Dạ. Là bác trai với bác gái ở trên này luôn hả? Ở đây không à? Chiều có về làng không? Không có. Không có về làng luôn? Không có về làng. Mình sống biệt lập ở trên này luôn? Sống ở đây luôn. Dạ. Bé nhỏ này là như thế nào bác trai? Bé nhỏ này là mẹ nó gửi buổi sáng. À. Gửi buổi sáng đi lâm đào ở trên kia. Đi Lâm Đồng hả? À, không có. Đi hút đào á. À, đi lâm đào. À, đi lâm đào. Ở trên núi hả? À, trên núi. À, dạ, con hiểu rồi. Có nghĩa là... À, con gái của bác trai á, dạ. Bác gái á, bé nhỏ này là cháu của bác trai bác gái đúng không? Dạ. Dạ, mẹ của bé á, là đi lượm hột đào ở trên núi. Dạ, đúng rồi. Là gửi bé ở đây. Dạ, gửi giúp bà già. Dạ, chiều nay mẹ về mẹ sẽ đón về nhà. Dạ. Dạ, ba mẹ của bé nhỏ này là ở dưới làng hả? Ở dưới làng. Dạ, chỉ có là bác trai với bác gái ở trên này luôn thôi. Ở rừng, ở đây luôn. Dạ. À.
Đây là ngôi nhà của bác trai bác gái hả? Dạ. Dạ, bác trai bác gái ở trên này lâu chưa? Lâu rồi. Dạ, bao nhiêu lâu. Năm rồi bác trai? Là cứ 4 năm à. 4 năm. 4 năm nay? 4 năm nay á. Dạ, lúc trước là mình ở đâu? Ở đó là ở trên kia. Ở trên núi cao nữa. Núi cao mà xuống lại. Xuống dạ. Là tìm tìm đó. Mà tìm như là cái đời mà rẫy của ông cố là để mà làm tròi. Dạ. Anh tên núi mà già đâu đi nữa, nuôi nữa. À, với lại ở trên đó cọp nhiều lắm đúng không? Cọp chó đúng không? Sợ đấy. Ngôi nhà của hai bác á là những lúc trời mưa có bị dột bên trong không? Có. Dạ, có dột nhiều không bác? Dột, dột có mưa là nó dột ở đây này. Dột qua. À, cái chỗ hở kia đúng không? Hở. Mưa nó tạt vô đúng không? Mưa nó tạt hết cái đêm mưa lọt lại. Đó, bác gái nói tiếng Kinh rành quá trời rành luôn kìa. Mưa bữa nó tạt nước đây này. Dạ. Bị nắng tay. Nắng đôi tay. À, bị nặng tay không nghe. Dạ, cũng tưởng là bác gái không có hiểu tiếng Kinh chứ. Hiểu chứ. Ủa, bác gái nói tiếng Kinh như gió luôn chứ. Bác gái hả? Bác trai với bác gái á, ra ngồi này bác cháu ta nói chuyện chút xíu được không? Ở trong này tối quá bác trai ơi. Mày lại đi, ca đi. Mày ca đi. Nhìn hình ảnh của bác trai với bác gái rất là thương luôn đó nha. À bác trai ngồi đây bác trai. Dạ. Bác gái ra đây chơi bác gái. Ngồi đây nè. Dạ. Ngon phết. Ngon phết. Ngon phết. Dạ. Buổi chiều hôm nay á thì bác trai với bác gái nấu cơm chưa? Nấu rồi. Dạ. Ở trên này á thường thường là bác trai với bác gái ăn cơm với lại cái món gì? Món lá đu đủ. Lá đu đủ hả? Lá đu đủ. Dạ. Dạ. Chứ mình không có cái lá khác để mình thay thế cái lá đu đủ mà. Không có. Ăn lá đu đủ đắng ngắt sao ăn bác trai? Ăn cũng được chứ. Mà tốn lá phai mì á. Dạ. Lá phai mì là tổng lại thì khoai đắng. À, cũng hiểu hết rồi. Mình lấy cái lá khoai mì. Mình bỏ chung với lại cái lá đu đủ để mình luộc lên. Dạ. Là nó không có đắng nữa. Không có đắng. Hay quá hả bác trai hả? Hay chứ. Dạ. Thường thường ăn như vậy. Dạ. Ăn là thường xuyên luôn hả? Thường xuyên không. Còn nếu không có thì lá sẽ đổ thì có bắp chuối. Bắp chuối. Bắp chuối thì là canh mít này kia đúng không? Canh mít. Dạ. Dạ. Ôi thương quá ha. Ăn cũng ăn như vậy à? Dạ. Chứ bác trai với bác gái không có tiền mình mua cá khô đồ ăn à? Không có. Có cỡ là 10 ngàn hay là chục là đủ. Mua mắm. Đó có đủ mua gạo. Vậy nhà bác trai còn gạo nhiều không? Còn ít hả? Ít tầm cỡ mấy ký? Còn 2 ký. Còn 2 ký hả? Dạ. 2 ký à? Dạ. Bác trai với bác gái á, là có con cái đông không? Con trai thì 3 đứa. Dạ. Còn con gái là 2 đứa. Có dạ. Chồng rồi. 5 người luôn? 5 người. Dạ. Có gia đình hết chưa bác trai? Có gia đình hết rồi. Dạ. Có gia đình hết. Là mấy anh chị đó hiện tại bây giờ đang sinh sống ở đâu? Sống ở trong làng á. À, ở dưới làng. Ở dưới làng. Còn bác trai với bác gái là sống định cư ở trên này luôn. Đúng rồi. Dạ. Sao mà bác trai với bác gái không xuống ở với con cái cho vui? Là thường thường là đâu có ven trong làng. Nhà có. Dạ. Nhà cũng có nhưng mà thường thường là viện ở trên rừng không thích ở trên rừng. Trên rừng thì ở trên này nó yên tĩnh đúng không? Dạ đúng rồi, không có ồn ào nữa bác trai ha. Dạ. Với lại bác trai với bác gái bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Không có thích mà xào xáo này kia ha. Dạ. Dạ. Còn bệnh quản là con về làng. Dạ. Dạ. Còn sống thì là ở đây. Dạ. Con cái của hai bác á, thì đông như vậy á, hàng tháng có hỗ trợ cho hai bác gạo thóc mắm muối gì không? Có một lần à, có một lần à. Có một lần hả? Có một lần. Dạ. Đâu là chị đi lấy củi, đi bắn. Nếu ăn con đem ở đây là đó có đủ. Là con dạ. Cái cũng khổ. Cũng khổ. Cho được chút ít thôi. Dạ. Ở trên này là bác trai lấy củi hả? Lấy củi. Mình chặt củi. Chặt củi. Mình cột lại từng bó đúng không? Đúng rồi. Mình đem xuống làng mình bán. Vâng. Dạ. Một bó là 20.
Một bó bự không bác trai? Bữa cỡ đây này là một bó là 20. Bó được 20 ngàn luôn. 20 ngàn cũng ghê. Dạ. Mà một, bó một, một một ngày bác trai chặt được mấy bó? Dạ là được là 2 bó. Được 2 bó à? Già bà. Dạ. Già là đâu còn nổi. Mà chặt củi mình phải đi xa lắm đúng không? Xa chứ. Đi từ 7 giờ là 1 giờ tới trời. Ôi ôi. Xa chứ. Tí vậy. Dạ. Hai người đi. Có 2 bó. Dạ. Đi là kiếm bác trai với bác gái đi lên trên núi cao để kiếm củi về bán. Dạ. Chứ ở dưới này đâu có củi đâu đúng không? Không có. Dạ, toàn là cây tươi không à? Cây tươi không. Dạ. Chứ mình mà chặt mấy cây tươi này là kiểm lâm bắt mình đúng không? Đúng rồi. Dạ, con hiểu. Cảm ơn. Ôi thương quá ha. Lớn tuổi rồi mà phải lội lên túc trên núi á. Răng đi chứ. Dắt xuống làng bán. Dắt xuống làng bán luôn. Bán xong rồi về là qua lại. Dạ. Mà một bó củi cũng phải hơn 20 kg chứ đúng không bác trai ha? Hơn chứ. Hơn đúng không? Hơn rồi. Củi bự đúng không? Bự chứ. Dạ. Hơn. Còn cũng nặng. Ráng đi chứ. Dạ phải ráng đi kiếm ăn đúng không bác trai ha? Dạ. Kiếm tiền mua gạo ha. Dạ. Ôi thương ha. Con trai của hai bác không cho được ít tiền nào à? Không có. Không có tiền luôn hả? Không có tiền, nó cũng khổ. Dạ. Xung quanh ngôi nhà của bác á, con thấy điều rất là nhiều. Điều này là hai bác trồng á hả? Dạ. Dạ. Năm nay thì nhà mình thu hoạch điều được nhiều không? Ồ, năm nay chắc khổ hết rồi. Bông nó khô hết. Khéo quá. Trời ơi. Nắng này đâu có nó nặng biết là nãy á. Dạ. Nắng. Con đi thăm những hộ khác cũng vậy. Dạ. Người đồng bào họ cũng chia sẻ là năm nay điều nó ít trái. Đúng rồi. Bông tự nhiên nắng quá. Rồi cái bông nó bị héo, nó khô luôn, không có đậu trái được. Đúng rồi. Nhà mình cũng bị cái tình trạng này đúng không? Dạ. Dạ. Khổ hơn. Khổ chứ. Đã khổ nay còn khổ hơn. Khổ hơn. Ôi thương quá cả nhà. Ủa? Cái bóng đèn này là mất chai thắp sáng hả? Thắp sáng. Dạ. Giờ là lấy dùng bình ắc quy hả? Ắc quy á. Dạ. Sạch xi. Dạ. À, ở trên nhà thì con có thấy một tấm bình năng lượng kìa. Năng lượng. Nhà mình có đèn năng lượng mặt trời hả? Có. Dạ. Dạ có. Mình mua hay sao bác trai? Không có, kia ông đó là tặng. Ông nào bác trai? Ông ấm ấm á. Ông thường thường à. Ông ấm ấm. Dạ. Ông thường thường ba đe. Dạ. Quả bên kia luôn, túc bên kia ở kia luôn. Dạ. Ông đó không biết tên à. Để bữa nào con xuống làng con kiếm cái ông ốm ốm con tới con cảm ơn ổng rồi. Dạ. Ông ốm 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 đúng không? Ốm ốm à. Dạ. Trời ơi. Chắc tìm cũng gay á. Nhiều ông ốm quá. Còn ba đó là ba người. Thường thường ông ba đây á. Dạ. Tăng năng lượng là rất cảm ơn. Dạ. Tặng cho hai bác một cái đèn năng lượng mặt trời. Trời. Cũng mừng cho hai bác ha. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn. Ban đêm cũng có ánh sáng cũng đỡ. Ở trên này ban đêm tức thui tới mò đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Bác trai thì bác trai có biết uống rượu bia không? Không à. Không biết uống rượu hả? Không biết bia luôn. Dạ. Chỉ biết uống nước trà đúng không? Nước trà không. Dạ con có thấy cái bình trà kế bên kìa. Bác trai có hút thuốc không? Biết. Biết hút thuốc. Dạ. Hút thuốc thì biết. Biết. Mà rượu bia là không biết. Dạ. Con cái của bác trai bác gái thì có thường xuyên lên thăm bác trai bác gái không? Có. Dạ. Vậy cũng đỡ ha. Đỡ chút. Dạ. Có về lần là đem vô trà thì hay có cái thuốc, hay cái thuốc đủ hút bằng đêm á. Dạ. Nhà bác trai nuôi vật nuôi nhiều không? Nhà bác trai có bò không? Không có. Có heo không? Heo thì chết hết rồi. Nuôi bữa đó là nó chết. Dạ. Nó bị dịch nó chết hả bác trai? Bị dịch đó. Dạ. Mình cũng thích nuôi dê nhưng mà nó cũng chết nè. Nuôi dê cũng chết luôn. Nuôi dê cũng chết. Sao kỳ vậy ta? Không biết kỳ. Dạ. Còn nuôi gà có bị chết không? Con lần lần con
chết. Dạ. Con mấy nhỏ trai nuôi gà cũng nhiều ha, à, gà nhỏ nhỏ không à? Nhỏ con. Dạ. Cứ ra đây mày. Ba mẹ con đâu con trai? Bà mẹ đi lâm đầu. Không à. Cái này là ba đứa không? Ba đứa con trai không? Ba đứa con trai không à? Dạ. Đi lính không? Dạ. Con trai đi lính. Ôi ôi cả nhà mình nhìn đôi mắt của bé đẹp chưa cả nhà? Ôi ôi lông mi cong vút luôn kìa. Bác trai ơi, bác trai có thể dắt con đi dạo một vòng xung quanh ngôi nhà, tham quan ngôi nhà của bác trai chút xíu được bác trai? Được. Dạ. À, dạ. Bác trai biết sao không? Sợ ma. Con sợ ma. Dạ hả? Dạ. Bác trai có sợ ma không? Không có. Không có hả? Thường thường quen. Dạ. Dạ con sợ ma lắm á. Dạ. Con sợ là con ma nó bắt con rồi nó nó treo con lên cái ngọn cây điều là chết con luôn á. À. Bên này á là cái đống củi bác trai chặt về hả? Dạ. Để bán hay sao? Đi bán hay là chấm nữa. Dạ. À. Giờ là vừa hôm mưa vừa bán rồi dạ, mình vừa dùng đúng không? Dạ. Dạ. Bác trai chứa nước rất là nhiều luôn hả? À, chứa nước dạ, nước xài hả? À, nước xài. Dạ. Bác trai cũng rất là chịu khó cả nhà. Dạ. Đây là những con gà bác trai nuôi nè. Này là cái chuồng gì vậy? À, chuồng trai? Heo, chuồng heo. Nuôi heo con chết. Chuồng heo mà không có con heo nào hết hả? Không có, chết hết hả? Dạ. Căn nhà của bác trai bác gái cũng rất là thương cả nhà. Mấy cái vách nhà dùng cây để làm đó. Ở đây con thấy có một chiếc xe máy nè. Xe này còn chạy được không? Không được đâu, hư hết rồi. Hư rồi. Dạ. Xe của ai bác trai? Xe của người ta gửi. Người ta đi lấm đầu hư rồi bỏ đây đỡ. Dạ dạ. Đây chở trên kia. Trái này nó đụng nó bác trai hả? Dạ con tưởng con ma nó chọi con chứ. Ở bên đây có một đống củi nữa nè. Ôi ôi bác trai rất là siêng năng luôn. Hồi xưa hôm mùa mưa. À cái cây này cây gì bác trai? Cây hả? Cây quýt. Cây quýt hả? Quýt. Ăn té. Dạ. Có cây chuối nữa nè. À cây chuối. Dạ. Rồi cái này là cái gì bác trai? Lúc đó là cái hầm than đúng không? Hầm than. Dạ. Con thấy đen đen là con biết rồi. Ăn cơm chiều hả bác trai? Ăn cơm chiều luôn à, con à? Dạ. Đây là món ăn của gia đình mình đó hả? Dạ. Ôi ôi. Lá đu đủ mà sắc nhỏ 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 là nấu canh cả nhà. Ôi đắng chịu gì nổi. Không đắng à? Không đắng hả? Dạ. Ăn quen rồi đúng không? Ăn quen rồi. Dạ. Thường mà quá. Cái đó là nồi cơm hả? Nồi cơm. Dạ. Hay là bác trai đợi con một chút xíu được không? Con lấy cá hộp cho bác trai hâm lên ăn cơm nha. Dạ. Dạ. Hôm nay là cô chú tặng cá cho bác trai cho bác gái. Bác trai vui không? Vui. Dạ, cảm bác ơn. Bác trai đợi con xíu con lại kia con lấy nha. Cảm ơn. Dạ 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 dạ. Bác trai bắt tay nữa nhà mình. Thương quá giờ thương rồi. Bác trai với bác gái đợi chút xíu ăn cơm nha. Dạ. Dạ. Đợi con lấy cá hộp vô. Cá hộp này ra. Dạ. Đây cô chú tặng cá hộp cho bác trai bác gái để ăn cơm. Dạ cảm ơn. Dạ bác trai ăn cái này lần nào chưa? Chưa ăn hả? Chưa ăn. Bây giờ bác trai đem cái cá hộp này vô bên trong cái bếp lửa, con hướng dẫn cho bác trai cách nấu nha. Dạ bác trai đang nhóm lửa này cả nhà mình. Dạ bác trai còn cái nồi không nào không? Cái son không á? Son không hả? Dạ. Bắt lên cho nó nóng đi bác trai. Dạ. Rồi mình đổ cá vô.
Ủa mình nấu cái bằng cái đó luôn hả? Không có, đổ lại. Đổ lại. Dạ. Nhà bác trai nuôi chó nhiều không? Hả? Có một con hả? Dạ, dạ, có một con chó hả? À, có. Dạ. Đủ nước hả? Bác trai rửa cái nồi cho nó sạch đó mà. Rồi bác trai chờ cái nồi nóng đúng không? Dạ. Tôi chỉ bác trai làm cái này nè. Đó, cách khui hộp ha. Dạ. Bác trai dùng cái ngón tay bật cái này lên. Dạ. Đó, bật cái chốt này lên. Rồi bác trai nắm cái chốt kéo lên đó bác trai. Dạ đúng rồi, nắm kéo lên. Kéo lên hăng lên. Dạ. Dùng hết nội công luôn. Đó. Đó, bác trai thấy dễ dàng không? Dạ. Dạ. Đúng rồi. Bật lên. Đó. Dùng nội công. Nội công đâu? Ờ. Là bác trai đổ vô nồi bác trai. À, đổ nồi luôn. Dạ, đổ vô luôn. Đó. Lấy cái hộp kia đổ vô luôn. Đó, rồi bác trai dùng cái muỗng á, bác trai đảo qua đảo lại cho nó nóng. Dạ. Rồi mình ăn cơm thôi. Dạ. Cái thì đã chín rồi, cô mời dạ, bác trai với bác gái dùng cơm nha. Dạ. Dạ. Bác trai với bác gái ăn cá hay bác trai bác gái hả? Ờ, à, ăn ha. Dạ. Ui. Bác trai ăn cá hay bác trai? Ăn. À. Ăn lao đủ quen, ăn cá không quen hả? Dạ. Thường quá cả nhà. Bữa chiều hôm nay bắp tính mua rau với thịt, nhưng mà không có ai bán cả nhà. Chợ thì không có bán buổi chiều. Bắp mới ra tập quá, có cái gì thì mua cái đó để dành tặng cho bác trai bác gái. Bác trai bác gái thấy cá ngon không? Ngon chưa? Dạ. Lâu lắm rồi chưa được ăn cá đúng không bác trai hả? Dạ. Dạ. Con chúc bác trai bác gái ăn cơm ngon miệng nha. Dạ. Dạ dạ. Bác trai với bác gái thì đã ăn cơm xong rồi. Dạ. Dạ. Buổi chiều hôm nay bác trai bác gái thấy bữa cơm ngon không? Ngon chưa? Dạ. Có cá nữa. Thường quá. Hôm nay á là con có duyên biết được cái hoàn cảnh của bác trai bác gái. Cảm ơn. Con lên trên này con thấy bác trai bác gái sống ở trên này cực khổ quá. Dạ. Dạ. Ăn uống thì cũng thiếu thốn tùm lum hết à. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Thì con xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp sức cho bác trai bác gái ha. Dạ, tặng quà cho bác trai và bác gái. Dạ. Dạ hôm nay bác trai bác gái vui không? Vui chứ. Dạ. Bé nhỏ cháu của bác trai bác gái á thì hồi nãy có mẹ của bé về. Dạ. Bé về đúng không? Đúng rồi. Dạ tại vì thấy con lạ. Dạ. Cho nên ngại không có dám ghé đây chơi. Dạ. Đúng dạ. Rồi. Con xin cô chú tặng quà cho bác trai bác gái nha. Dạ. Dạ. Để bác trai bác gái đỡ khổ hơn ha. Dạ. Dạ. Đây cô chú tặng cho hai bác là một bao gạo 10kg. Dạ cảm ơn. Dạ. Cô chú tặng thêm một thùng mì. Dạ cảm ơn. Dạ. Một sắp bánh tráng 100 dạ. cái. Dạ cảm ơn à. Dạ. Tặng bánh cho dạ. bác trai bác gái ăn đỡ ơn. Buồn dạ. Dạ bác trai có thích uống cà phê không? Thích dạ, dạ. Đây tặng cho bác dạ. trai dạ. một bát cà phê uống nó đỡ buồn ha. Dạ dạ đây một bịch dạ. bánh nữa dạ. Cảm ơn. Một lóc cá hộp ừ, cảm ơn. Để ăn cơm dạ. Dạ hồi nãy thì con đã chỉ dạ. cho bác trai cách khui hộp hả? Dạ.
Cái này là xà bông gội đầu này bác trai. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ. Bác trai vui không? Vui. Bác gái vui bác gái. Vui. Xà bông vui lai. Đây, xà bông giặt đồ. Này là xà bông rửa chén. Dạ. Xà bông rửa đồ nè hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Ủa chứ bác gái hồi đó giờ chưa có mua xà bông gội đầu hả? Bác gái không biết xà bông gội đầu hay sao? Tặng cho bác trai, bác gái là hũ trao. Dạ. Để ăn cơm, đây dạ. Này. Đó. Đây nữa. Dầu ăn này bác trai. Cảm ơn. Dạ. Nước mắm. Dạ. Xì dầu. Cảm ơn. Dạ, đây là miếng rửa chén hả bác trai dạ. Ha. Dạ. Để dành xài. Này bịch dạ. Bánh nữa. Cảm ơn. Dạ, à. Tặng trà cho bác trai luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bác trai thích uống trà lắm đúng không? Dạ. Này bịch bánh nữa. Dạ, cảm ơn. Đây là 1 kg đường cát. Ồ, cảm ơn. Dạ. Thêm 1 chai nước mắm luôn. Ồ, cảm ơn. Thêm 1 chai xì dầu luôn. Ồ, cảm ơn. Dạ. Thêm 1 chai dầu ăn luôn. Ồ, cảm ơn. Dạ. Rồi, còn hũ chao nữa. Dạ, cảm ơn. Thêm 1 lóc cá hộp luôn. Cảm ơn. Dạ. Bác trai thấy quà nhiều không? Được á. Dạ. Được hả? Không được. Phải nhiều hả? Được. Từ trước giờ bác trai xuống tập quá mua được như quà này chưa? Chưa. Dạ. Dạ. Chưa. Chưa bao giờ đúng không? Dạ. Tặng cho bác trai bác gái 2 chai dầu nóng để bóp tay bóp chân. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cây dính không? 2 bịch hạt nêm. Cảm ơn. Nó tương tự như bột ngọt vậy á để mình dặn nêm canh. Dạ. Dạ. Đây là 2 bịch bột ngọt lớn. Cảm ơn. Dạ. Thêm 1 ca xúc xích 50 cây có kèm thêm 1 cái ca để mình uống nước. Cảm ơn. 2 chai dầu thái. Cảm ơn. Dạ. Rất tiếc là hiện tại thời điểm bây giờ không còn cá để cho người nghèo nữa cả nhà mình. Dạ. Biển động quá, không có cá nữa. Ừ. Người ta nói là phải qua tháng sau mới có cá lại. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Để mai mốt bắp đi xuống kia bắp hỏi chỗ khác cho nha. Dạ. Thì có cá không? Thì cái quỹ cá của cô chú anh chị mà Thường Quân hỗ trợ tặng cho người nghèo thì bắp vẫn giữ lại và lưu lại ở đây. Cô chú mình cứ yên tâm nha. Khi nào có cá bắp sẽ lấy cá tiếp tục cho người nghèo. Rồi hết quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rồi. Rồi cảm ơn. Dạ, hôm nay hai bác vui không? Vui. Dạ. Và đây là một cái món quà đặc biệt tiếp theo. Dạ. Cô chú hỗ trợ cho hai bác. Dạ. Đó là một số tiền mặt rất là lớn. Dạ. Dạ. Để hai bác có cái số tiền này mình phòng thân. Dạ. Những lúc mà ốm đau bệnh tật thì mình có tiền mình mua thuốc uống. Dạ. Mình mua gạo ăn. Mình mua mắm muối. Dạ. Thôi hai bác ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi có thể mình mua thêm vật nuôi và mình nuôi. Dạ. Dạ hai bác nha. Dạ. Dạ. Nhưng mà số tiền này lớn nha. Hai bác cất giữ tiền cẩn thận hai bác nha. Dạ. Dạ. Trước khi con gửi cái món quà yêu thương của tất cả và cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì con xin phép đọc tên cô chú. Dạ. Cho hai bác biết cái tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Những người mà đã yêu thương giúp đỡ hỗ trợ cho hai bác ha. Dạ. Dạ. Hai bác đợi con chút xíu nha. Dạ. Dạ. Nhà của hai bác á thì người ta đã tặng đèn cho hai bác rồi. Dạ. Cho nên con không có hỗ trợ cho hai bác đèn nữa. Dạ. Dạ. Dạ cũng cần. Số quà đó thì mình nhường lại cho hoàn cảnh khó khăn khác ha. Dạ. Dạ. Con xin phép đọc tên của chú anh chị Mạnh Thường Quân. Chị Kim Liên ở Mỹ, cô Lan ở Đức, bác Tư Hồ Hải ở Mỹ, cô Châu ở Sydney bên Úc, cô Mai Nguyễn ở Ga Lần bên Mỹ, cô chú Thanh Huê ở Mỹ, bác Tư Tâm ở Mỹ, cô viết tắt M Nguyễn ở USA, anh chị Minh Mai ở Boston bên Mỹ, cô Ngọc Trần ở Virginia bên Mỹ, bác Vinh ở Mỹ, bác Ninh ở Mỹ, chú Phan Đông Khánh ở Mỹ, cô Yến ở Mỹ, cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ, gia đình bác Khu Thị Giỏi ở Úc, các chị bên nhóm Hawaii bên Mỹ, anh Chí Minh Phan ở Mỹ, người đồng hương anh Han Đông Sau ở Hàn Quốc,
chị Phương ở Đồng Nai, anh Mỹ chị Hạnh ở Houston bên Mỹ, cô Phan Thanh Nhàn, anh Tuấn chị Đào ở quận 4, cô Minh Mỹ Nữ ở Canada, cô Hồng Trần ở Mỹ, cô Phúc ở Mỹ, dì Ba ở Tây Úc, cô Hai quận 4, anh Tài ở Texas bên Mỹ, cô chú Hòa Lộc Phước ở Mỹ, cô chú Phước Long Vân ở Mỹ, chị Hồng Nhung ở Gò Vấp, cô chú Cường Khuyên ở Cali bên Mỹ, bác Minh Mẫn ở Mỹ, Liên Trì Liên Hoa niệm Phật đường, chú Vũ Như Xuyên ở quận 3, cô Kim Lan ở Gò Vấp, gia đình Công giáo ở Tân Phú, cô Bạch Xuân ở Mỹ, bà Tâm ở Philadelphia bên Mỹ, anh chị Ngô Đức Rẫy ở Hà Lan, anh chị Huỳnh Đốc ở Hà Lan, anh chị Nhị ở Hà Lan, cô Bảy chú Minh ở Mỹ, cô Khương ở Đan Bạch, chú Minh cô Mùi ở Mỹ, anh Huỳnh Thanh Tâm và chị Lisa ở Mỹ, cô Kim Hồ ở Mỹ, cô Phương Dung cô Tiết cô Phương ở Úc, cô chú Mười, anh chị Tiên Tiến ở Mỹ, cô Mai Trần ở Mỹ, chú Thiện Hiếu cô Hoa Mai ở Mỹ, chị Phương Đặng ở Úc, chú Danh cô Nhung ở Canada, cô Tư cô Bảy ở Sydney bên Úc, gia đình bác Thái ở Na Uy, cô Nga ở Hóc Môn, cô Huệ ở Hóc Môn, cô giấu tên ở Đồng Nai, bác Sử ở Mỹ, anh chị Vinh Lê ở Cali bên Mỹ, ông Toàn giáo xứ Tân Chi Linh, cô Hương Trần ở Mỹ, anh Tuấn chị Ngọc ở Mỹ, cô chú Dương Thiệu ở Mỹ, chị Phương ở Gò Vấp, cô giấu tên ở Thốt Nốt, cô Ngọc Hiệp ở Đan Mạch, chị He Lành Nguyễn ở Mỹ, anh chị Hùng Sinh ở Đài Loan, chị Hạnh Phan ở Pháp, chú Diệu David và cô Loan ở Mỹ, chị Thị Liễu ở Mỹ, chị Kim Loan ở Mỹ, cậu Trường Giang Chuông, cô Hai quận 8, cô An ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Yến ở Sài Gòn, cô Thuận quận 2, cô Mai Trang ở Cali bên Mỹ, chị So ở Úc, cô Minh Nguyệt ở Georgia bên Mỹ, anh chị giấu tên ở San Diego bên Mỹ, chú Tài ở Canada, cô Dung Đặng ở Úc, chị Linh Yến Nguyễn, chú Danh cô Tiến ở Đức, chú Nhân ở Boston bên Mỹ, cháu Nguyễn Ngọc Kim và bé Minh Khôi, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Bình Dương, cô Yến ở quận 8, cô chú Hoàng Long ở Houston bên Mỹ. Ồ, cảm ơn. Chị Mấy ở Tây Ninh, bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc, chị Linh ở Washington bên Mỹ. Con xin trích quỹ mỗi cô chú ra mỗi người 100.000 để hỗ trợ và dành tặng cho hai bác. Cảm ơn. Tổng số tiền Mạnh Thường Quân trao tặng cho hai bác là 9.800.000, mà con mua tất cả những số quà kia hết là 1.438.000. Lấy 9.800.000 trừ cho 1.438.000, số tiền còn lại con gửi cho hai bác là 8.452.000. Cảm ơn. Dạ, hai bác thấy số tiền này lớn không? Lớn. Dạ. Lớn, con là còn nào còn lại thì cũng vậy đó. Dạ. Từ trước giờ hai bác có được số tiền này chưa? Chưa. Chưa bao giờ luôn hả? Chưa bây giờ. Dạ. Chưa một lần này thôi. Dạ. Thường thường là hai bác có trong túi á. Dạ. Được bao nhiêu tiền? Nhiều nhất á? Nhiều nhất là 1.000.000-2.000.000. 1.000.000-2.000.000 hả? À, dạ. Dạ, lúc đó là mình bán điều đúng không? Bán điều luôn. Dạ. Chưa bao giờ có được số tiền này lớn đúng không bác trai ha? Dạ. Đây là lần đầu tiên bác trai được nhận cái món quà lớn ha. Dạ. Bây giờ con gửi cái món quà của cô chú cho bác trai bác gái luôn nha. Dạ. 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 Bác trai ơi, tờ này bao nhiêu? Từ 500. Dạ. Bác trai rành tiền đúng không? Đúng rồi. Dạ, bác trai nhớ cất giữ tiền cẩn thận nha. Dạ. 500 ha. 1.000.000 là 1.000.000. 1.500.000. 2.000.000. 2.500.000. 3.000.000. 3.500.000. 4.000.000. Phần của bác trai là 4.000.000 ha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Rồi, con gửi tiền cho bác gái vui nha. Dạ.
Từ nay nhiêu bác gái? 500. Dạ. Bác trai 4 triệu rồi, bác gái 500 nữa là 4 triệu rưỡi ha. 500 nữa là 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. 7 triệu. 7 triệu rưỡi. 8 triệu. 8 triệu rồi ha. Rồi, 8 triệu 1. 8 triệu 2. 8 triệu 2 rồi. Để con chút xíu. 8 triệu 2. Rồi, ở đây 100 nữa là 8 triệu 3. Đó, 50 nè, 2 tờ 20, 1 tờ 10 ngàn. Là 8 triệu 3 ha. Dạ. Dạ. 8 triệu 3 con gửi bác trai ha. Ở đây 100 nữa. Đây. 5 tờ 20 là 100. Dạ. Là 8 triệu 4. Dạ. Cảm ơn. 8 triệu 4. 8 triệu 4 52 ngàn. 50 nữa. Ờ, cảm đó, 3 tờ 10 ngàn với tờ 20 là 50. Dạ. 2 ngàn lẻ nữa, đủ số tiền là 8 triệu 452 ngàn. Ủa, cảm ơn, cảm ơn. Của tất cả bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Hôm nay hai bác vui không? Vui. Dạ, đây là cái món quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Yêu thương và hỗ trợ cho hai bác. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Đây là cái món quà yêu thương của cô chú dành tặng cho hai bác. Hôm nay hai bác vui không? Vui. Dạ. Vui. Dạ, con cũng xin thay mặt bác trai và bác gái con tay cúi đầu cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn. Con xin kính chúc cô chú luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Bây giờ con xin phép con về nha. Dạ. Dạ. Con chúc cho hai bác thật là nhiều sức khỏe. Ủa, cảm ơn. Sau có dịp có duyên con sẽ quay trở lại ghé thăm hai bác sau nha. Dạ, cảm ơn. Một lần nữa bác cũng xin thay mặt hai bác con tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của bác nha. Dạ, chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bác một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho bác nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Cùng bye bye hai bác cùng về. Bye bye. Bye bye. Bắp xin hai bác trộn ít cơm cho mấy chú chó ăn này cả nhà mình. Ủa, nhà bác trai nuôi cắn con chó sao giờ thấy nhiều chứ vậy? Con chó. Cho người ta. Kể nó. Dạ. À, chó của người ta hả? Dạ thôi kệ cho nó ăn đi bác trai. Vô ăn đi con. Nó đánh mùi hay quá ha. Rồi ăn đi mấy đứa. Ủa còn đứa bên kia nữa kìa. Kệ cho nó ăn luôn đi bác trai à. Ủa mà nó nhát quá cả nhà. Bỏ nó chạy à. Rồi chúc tụi con ăn cơm ngon miệng nha. Dạ. À bác trai ơi, một xíu nữa cái con chó này nó ăn được nửa thì bác trai lấy một nửa còn lại cho cái con chó kia nó ăn giùm con nha. Dạ. Dạ. Cơm còn nhiều quá mà. Dạ. Một mình nó ăn không hết đâu. Chút nữa nó ăn nữa. Dạ, bác trai ấy giùm con nha. Dạ dạ dạ. Dạ.